thì có thể viên mãn bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng, nhờ đó chứng đắc trí nhất thiết trí. Đại Bồ Tát này dùng tất cả pháp lấy vô tánh làm tự tánh, do sức phương tiện nên hiểu tất cả pháp đều vô tự tánh, trong ấy không hữu tưởng cũng không vô tưởng. Thiện hiện nên biết các Đại Bồ Tát nên tu học tùy niệm thiên như thế, nghĩa là trong ấy ngay cả thiên còn bất khả đắc, huống gì có tùy niệm thiên. Thiện hiện nên biết đây là Đại Bồ Tát từ lúc mới phát tâm, nương theo học sáu pháp tùy niệm, tuần tự theo nghiệp, tuần tự theo học, tuần tự theo hành, làm lợi ích an vui cho loài hữu tình. Lại nữa, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nếu muốn viên mãn sự tuần tự theo nghiệp, tuần tự theo học, tuần tự theo hành, thì dùng tất cả pháp vô tánh làm tự tánh, do sức phương tiện nên học pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, nên học chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, nên học thánh đế khổ tập diệt đạo, nên học bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, nói rộng cho đến nên học trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Đại Bồ Tát này khi học đạo Bồ Đề như thế, hiểu tất cả pháp đều lấy vô tánh làm tự tánh, đối với pháp không có chút niệm nào có thể nắm bắt, huống gì có nhớ nghĩ sắc thọ tưởng hành thức, nói rộng cho đến trí nhất thiết trí. Những nhớ nghĩ và pháp được nhớ nghĩ như vậy, nếu thật có dù chỉ mảy may cũng không có việc ấy. Như vậy, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, tuy tuần tự theo nghiệp, tuần tự theo học, tuần tự theo hành, nhưng đối với pháp ấy tâm không lay chuyển, vì tất cả pháp đều vô tự tánh. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp đều không có tự tánh, thì cũng không có sắc thọ tưởng hành thức, cho đến không có trí nhất thiết trí, không có Phật Pháp tăng bảo, đạo quả nhiễm tịnh cũng không đắc, không hiện quán, thế thì tất cả pháp đều là không có. Phật dạy: Này thiện hiện, ý ông thế nào? Ngay trong tất cả pháp vô tánh, tánh có tánh không, có thể có không? Thiện hiện thưa: Bạch Thế Tôn, không thể có được. Phật dạy: Này thiện hiện, nếu trong tánh tất cả pháp vô tánh, tánh có tánh không, đều không thể có, thì nay tại sao ông nói nếu tất cả pháp đều không có tự tánh, thì cũng không có sắc thọ tưởng hành thức, nói rộng cho đến tất cả pháp cũng đều không có? Thiện hiện thưa: Bạch Thế Tôn, đối với nghĩa này con không có gì nghi ngờ, nhưng chỉ sợ có các bí xô ở đời sau, hoặc cầu thanh văn, hoặc cầu độc giác, hoặc cầu quả Phật, các vị ấy sẽ nghĩ nếu tất cả pháp đều không có tự tánh, vậy thì ai nhiễm ai tịnh, ai trói buộc ai tháo mở. Những vị ấy ở nơi nghĩa nhiễm tịnh buộc mở, chẳng hiểu rõ nên phá giới, phá kiến, phá oai nghi, phá mạng sống thanh tịnh. Do đây nên bị đoạn trong ba đường ác, chịu nhiều đau khổ, trầm luân sanh tử, khó được giải thoát. Con xem thấy ở đời sau sẽ có những việc đáng kinh sợ như vậy, cho nên mới thưa hỏi, chứ riêng con thật không có nghi ngờ. Phật dạy: Này thiện hiện, lành thay, ông mới có thể vì đời sau mà hỏi như vậy. Nhưng trong tánh tất cả pháp vô tánh, hoặc có hoặc không đều bất khả đắc, chớ nên đối với pháp này chấp lấy tánh có hoặc không. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp đều lấy vô tánh làm tự tánh, thì các Đại Bồ Tát vì muốn làm lợi ích an vui cho các hữu tình, mà cần cầu hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nên quán những nghĩa nào? Phật dạy: Này thiện hiện, vì tất cả pháp đều lấy vô tánh làm tự tánh, nên các Đại Bồ Tát vì muốn làm lợi ích cho các loài hữu tình, cần cầu hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì sao? Vì các loài hữu tình còn chấp có thường kiến, đoạn kiến, chấp vào có sở đắc, khó mà điều phục, ngu si điên đảo, khó được giải thoát. Thiện hiện nên biết người còn chấp vào có sở đắc, do tưởng có sở đắc, nên không đắc, không hiện quán, cũng không chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu người nào còn chấp có sở đắc thì không đắc, không hiện quán, cũng không chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Còn người vô sở đắc thì có đắc, có hiện quán, có chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề không? Phật dạy: Này thiện hiện, nếu vô sở đắc tức là đắc, tức là hiện quán, tức là chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì sao? Vì người ấy chẳng làm hoại tướng pháp giới. Thiện hiện nên biết nếu người nào đối với vô sở đắc mà muốn có sở đắc, muốn đắc hiện quán, muốn đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nên biết đó là muốn hoại pháp giới. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật:
Bạch Thế Tôn, nếu người nào có sở đắc thì không đắc, không hiện quán, cũng không chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Còn nếu vô sở đắc, tức là hiện quán, là chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Trong vô sở đắc, không hiện quán, cũng không chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Như vậy, các đại bồ tát làm sao chứng được sơ địa, nhị địa cho đến thập địa? Làm sao chứng được vô sanh pháp nhẫn? Làm sao đầy đủ kết quả dị thục để phát sanh thần thông? Làm sao có được kết quả dị thục để phát sanh bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa? Làm sao có được an trụ vào kết quả dị thục như vậy để sanh các pháp thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, gần gũi chư Phật để cúng dường thức ăn thượng diệu, đạt được đầy đủ căn lành cho đến chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, được kết quả vô cùng tận, mãi cho đến sau khi nhập vào Niết Bàn để lại xá lợi, và các đệ tử vẫn được sự cúng dường cung kính, thế lực căn lành vẫn lưu tồn mãi mãi. Phật dạy, này thiện hiện, vì tất cả pháp vô sở đắc nên các đại bồ tát chứng được sơ địa, nhị địa cho đến thập địa, tức là nhờ đó nên đầy đủ vô sanh pháp nhẫn, đầy đủ kết quả dị thục để phát sanh thần thông, kết quả dị thục để phát sanh bồ thí cho đến bát nhã ba la mật đa, nhờ đó nên được an trụ vào kết quả dị thục để phát sanh các pháp thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, gần gũi chư Phật để cúng dường thức ăn thượng diệu, đầy đủ căn lành cho đến chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, được kết quả vô cùng tận, mãi cho đến sau khi nhập vào Niết Bàn để lại xá lợi, và các đệ tử vẫn được sự cúng dường cung kính, thế lực căn lành vẫn lưu tồn mãi mãi. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp đều vô sở đắc, sáu pháp ba la mật đa như bố thí vân vân và các thần thông có khác nhau không? Phật dạy, này thiện hiện, đối với người vô sở đắc, sáu pháp ba la mật đa như bố thí vân vân và các thần thông đều không khác nhau, chỉ vì muốn làm cho người có sở đắc ấy xa lìa các sự đắm nhiễm, phương tiện tuyên thuyết sáu pháp ba la mật đa như bố thí vân vân và các thần thông có tướng khác nhau vậy thôi. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà đối với người vô sở đắc, sáu pháp ba la mật đa như bố thí vân vân và các thần thông không khác nhau? Phật dạy, này thiện hiện, các đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng thấy bố thí, chẳng thấy người thí, chẳng thấy kẻ nhận, chẳng thấy vật thí, chẳng thấy quả báo bố thí mà hành bố thí, không đắc tịnh giới mà chỉ tịnh giới, không đắc an nhẫn mà tu an nhẫn, không đắc tinh tấn mà siêng năng tinh tấn, không đắc tịnh lự mà nhập tịnh lự, không đắc bát nhã mà học bát nhã, không đắc thần thông mà phát sanh thần thông, không đắc bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo mà tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, nói rộng cho đến không đắc trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, mà tu trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, không đắc các hữu tình, mà thành thục hữu tình, không đắc các cõi Phật, mà trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, không đắc Phật Pháp, mà chứng Bồ Đề. Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát nên hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, vô sở đắc. Nếu đại Bồ Tát có thể hành bát nhã ba la mật đa sâu xa vô sở đắc như vậy, thì thiên ma ngoại đạo không thể phá hoại được. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, làm thế nào ở trong một tâm niệm